trần của một giọng hát lâu lâu thỉnh thoảng mới ghé sân đi nè. Đây là cũng tiếng hát thường trực ở ngoài hội chợ của Lộc Thọ nha chị ơi. Và sau đây xin mời một tiết mục đặc biệt do anh Mười Cuong Xa trình diễn. Dạ, và thường có nhã ý mời Tiên Đà múa minh họa cho bài hát Bắc Cường. Dạ, đúng rồi. Cường ơi là Cường. Sau Cường là anh Thạnh chuẩn bị, sau anh Thạnh là Thu Loan chuẩn bị dùng cho Tiên Đà nhé. Oh,
xin cảm ơn chị Tiên ạ. Chỗ đây làm MC rồi ra nói năng ngon lành lắm luôn đó nha. Alo. À, sau đây xin mời anh Thắng. Và sau anh Thắng xin mời chị Thu Loan. Cảm ơn Cường cũng tin tưởng Tiên nào mời Tiên nào lên múa minh họa cho bản nhạc cho thấy nó lạ. Nghe kiểu đẹp tuyệt vời.